Tử vi tuổi Thìn tháng 3 âm lịch năm 2021. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, cần vận thì nằm trong tay ta, và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích đức và hóa giải tai ương. Và ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu vận trình của những gia chủ tuổi Thìn sẽ diễn ra như thế nào, chi tiết cát hung nạp vận ra sao trong tháng 3 âm lịch. Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, Thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2021. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2021. Từ ngày 12 tháng 4 năm 2021 và ngày 11 tháng 5 năm 2021 dương lịch. Tháng Nhâm Thìn có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đủi đối với những người tuổi Thìn. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu 2021, những gia chủ tuổi Thìn sẽ cần phải chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 3 năm 2021 tới ngày 20 tháng 4 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 và Giáp Thìn sinh năm 1964. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 3 năm 2021 tới ngày 2 tháng 5 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyên Kim, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 và Canh Thìn sinh năm 2000. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc được thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Thìn trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 3 năm 2021 tức ngày 19 tháng 4 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 3 năm 2021 tức ngày mùng 1 tháng 5 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng
sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Thìn trong tháng 3 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Tử vi tháng 3 âm lịch của tuổi Thìn cho thấy rằng sinh trường sự nghiệp vẫn chưa có được sự khởi sắc. Tháng này có thể bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Thời gian này nếu bạn càng cố làm những công to, việc lớn càng dễ hỏng việc. Sau đó nên tập trung làm việc nhỏ mà chất lượng còn hơn là tham lam, ôm đồm nhiều nhiệm vụ. Đây là thời gian lý tưởng để bạn học tập và phát triển tư duy ở mức độ cao hơn. Ngoài ra, có khả năng cao bạn sẽ nhận được lời mời tham gia các hoạt động mang ý nghĩa vun đắp tinh thần vào nửa cuối tháng. Lời khuyên cho các gia chủ tuổi Thìn trong tháng 3 cần có lịch trình sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý, kết hợp với chế độ ăn uống, tập luyện lành mạnh. Cần giữ tâm trạng tốt để bản mệnh luôn khỏe mạnh, có sức khỏe mới mong được công việc hanh thông. Đồng thời, thầy Gia Cát khuyên tuổi Thìn hãy luôn sử dụng vòng tay tam giác khai vận Thân, Tí, Thìn để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ hai, về mặt tài lộc. Tình hình tài chính của người tuổi Thìn vẫn bình lặng, chưa có sự đột phá trong tháng này. Một phần do bạn còn đang chần chừ, do dự trước các cơ hội nên còn bỏ lỡ thời cơ làm ăn, kinh doanh. Người làm kinh doanh nói chung, công việc ổn, thu về nhiều tiền và có thể dùng vốn để đầu tư thêm. Chắc chắn, bằng sự nỗ lực của mình, bạn sẽ mở được thêm nhiều cơ sở, gây dựng thêm uy tín. Chỉ là đừng quá mạo hiểm đầu tư lớn, bạn cũng phải biết đối tác hay người kết hợp làm ăn với mình là như thế nào, phòng bị lừa gạt. Để không bị tiểu nhân ám hại, cần con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, những gia chủ tuổi Thìn nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội, thành công. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Chuyện tình cảm theo tử vi tháng 3 âm lịch của tuổi Thìn cũng không được thuận buồm, xuôi gió. Đây cũng là cơ hội để bản mệnh được một lần nhìn lại những gì bạn và người ấy đang trải qua. Đồng thời, nhìn nhận thực tế các mối quan hệ ở xung quanh mình trong thời gian qua. Bạn là người cứng nhắc, không chủ động, cũng không chịu mở lòng. Vì vậy nên dù có người tiếp cận cũng khó mà thành công. Bản thân còn đang giữ quá nhiều tổn thương từ quá khứ. Phương diện tình cảm trong tháng này với bạn mà nói là rất tiêu cực. Bạn nên mở lòng để đón nhận. Quá khứ cũng chỉ là để quên đi, tương lai đang chờ đón bạn ở phía trước. Những người tuổi Thìn đã có gia đình cũng không mấy êm ấm trong tháng này, công việc bận rộn, vô tình kéo bạn ra xa gia đình. Hai bạn không có thời gian để quan tâm, chăm sóc nhau, sau đó tình cảm cũng dần phai nhạt, cần chú ý. Thời gian này cũng có thể sẽ xuất hiện người thứ ba xen vào mối quan hệ của bạn, dẫn đến những nỗi buồn, chăn trở, lo nghĩ của bản mệnh. Tháng này, bạn bè có thể trở thành nhân tố tác động đến mối quan hệ của tuổi Thìn. Người độc thân có thể được bạn bè giới thiệu làm mai. Người đã có người yêu lại sẽ bị hiểu nhầm vì những quan hệ khác phái thân thiết, có nguy cơ làm rạn vỡ mối quan hệ đã có. Cho nên bạn cần sự minh bạch trong các mối quan hệ để may mắn hơn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc. Bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận. Đây là vật phẩm hộ thân, trang sức đeo tay, giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tháng 3 âm lịch, bản mệnh cần chú ý nhất chính là vấn đề về sức khỏe.
Sức khỏe của những gia chủ tuổi Thìn khá tệ, đặc biệt là sẽ bị thương tích trên người. Khi làm việc, bạn không nên làm quá sức, sẽ khiến khả năng tập trung bị giảm sút, sẽ bị sai giấy tờ. Hơn nữa khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng. Hơn nữa trong tháng, bản mệnh căng thẳng, mệt mỏi khi khối lượng công việc khá lớn. Dù đã cố gắng để giữ được bình tĩnh, nhưng vẫn không thể phủ nhận cảm giác mệt mỏi ra sao vì bận rộn đến không có thời gian để thở. Bản mệnh nên tích cực đọc sách, chăm lo các thú vui tao nhã để đem lại cho đời sống tinh thần những cảm xúc tích cực nhất. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Thìn cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Tử vi của từng tuổi Thìn trong tháng 2 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong năm 2021 này vận trình không có gì đáng lo. Tuy nhiên các mối quan hệ xã hội không được như ý, sẽ vướng phải thị phi, tốt nhất nên hạn chế lo chuyện bao đồng, hãy nói ít, làm nhiều. Trong việc đối nhân xử thế, bản mệnh nên linh hoạt hơn, tránh để kẻ xấu đứng phía sau bàn luận về mình rồi lại thêu dệt nên những tin đồn vô căn cứ. Để may mắn hơn trong cuộc sống cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận. Đây là vật phẩm hộ thân, trang sức đeo tay giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Thứ hai, Bính Thìn sinh năm 1976. Trong tháng 3 này, Bính Thìn có số đào hoa, đặc biệt là nếu bản mệnh đã kết hôn, có thể điều đó sẽ giết chết cuộc hôn nhân của chính bản mệnh. Cho nên người tuổi Bính Thìn cần cẩn trọng đối với các mối quan hệ. Ngoài ra, khi xem vận mệnh Bính Thìn sinh năm 1976 trong năm Tân Sửu, mệnh chủ sẽ cần phải đặc biệt cẩn trọng bởi đây là năm đại hung đối với bạn, vận khí cực kỳ kém. Trong khoảng thời gian này, kênh phong thủy Gia Cát khuyên bạn nên cân nhắc kỹ trước những quyết định thay đổi công việc, chớ nên chủ động thay đổi chỉ vì lý do cá nhân không chính đáng. Ngoài ra, tuổi Bính Thìn luôn mang kim bài thái tuế bên mình để tăng thêm may mắn, tài lộc. Thứ ba, Mậu Thìn sinh năm 1988. Người tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 trong năm 2021, vận trình tháng 3 âm lịch khá ổn định. Sự nghiệp không có nhiều xáo trộn, bản mệnh đang có những thành quả khá tốt trong tay. Nếu muốn nhanh chóng tăng lương, thăng chức thì bản mệnh nên học hỏi, bồi dưỡng thêm về chuyên môn, cố gắng làm tốt ở một mảng nhất định, thể hiện được khả năng làm việc độc lập của mình. Đồng thời, nhanh tay nắm bắt những cơ hội phát triển ở vị trí cao hơn. Để kích vượng sự nghiệp và tăng thêm tài lộc, các gia chủ Mậu Thìn nên sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo để được khai quang, chỉ chú. Pháp khí sẽ giúp cho gia chủ kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ tư, Canh Thìn sinh năm 2000. Tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu đối với Canh Thìn, đây là tháng học, là tháng xây, đây chưa phải là tháng hưởng, chưa phải tháng tự thành hoa, kết thành quả. Khó khăn sẽ có, mệt mỏi sẽ tới, nhưng chỉ cần Canh Thìn bền tâm vững chí để cho đất trời mài mòn những khuyết điểm của bản thân, sắc bén những điểm mạnh của mình sẵn có. Trên phương diện tình cảm, những người độc thân được nhiều đối tượng khác phái theo đuổi, vận đào hoa nở rộ, có thể nhanh chóng tìm được người phù hợp với yêu cầu của mình. Để tránh những phiền não trong tình cảm, bản mệnh cần có thái độ nghiêm túc khi yêu đương, không nên đứng núi này trông núi nọ hoặc giữ quan hệ tình cảm đối với nhiều người trong cùng một lúc. Ngoài ra, người tuổi Canh Thìn nên sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam giác khai vận để tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát, mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu của các gia chủ tuổi Thìn. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi
và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Thìn trong tháng 3 âm lịch. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.